Đây, đợi con này. Anh không biết nói gì luôn. Cô hai thích con này nhé. Em nghĩ là hồi nãy em có xin phép chị Phi Nhung chưa? Xin rồi. Tự vì tuần rồi mình có hát với Nhung Thủy ở bên của mình. Cũng có hát xong ca rồi. Hôm nay em là bạn em chưa hát. Thôi, bảo sao Tết mà Nhung Thủy mình hát vui vẻ. Nhưng mà em biết rằng là tại vì khi mà em hát bạn để cái tay em múa hai chị em múa nóng là cái tình cảm của hai chị em rất là thân thiết với nhau quý mến, nên là các cái ban phụ huynh thì nghĩ là sẽ không có hề gì nên là chị Nhung sẽ chốt vậy là mình hát ba rồi ba cái là thứ nhất là tháng ngày mà chúng ta còn thôi dài là những ngày chúng ta còn của người mẹ, của người cha, cũng như những người thân yêu của chúng ta. Quý vị cũng lắng nghe nhạc phẩm Ước Mơ Ngày Xưa. Quý vị cùng lắng nghe sau đây một sáng tác của Hoàng Cường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rất hiếm hoi Mạnh Quỳnh mới chịu cởi mở trả lời báo chí truyền thông. Có lẽ đây là năm mới nên nam ca sĩ có ngoại lệ. Nói cởi mở ở đây là vì Mạnh Quỳnh lần đầu trả lời thẳng thắn những câu hỏi có thể nói là riêng tư nhất. Quý vị có thể yên tâm bởi tính xác thực của thông tin này vì nó được đăng tải ở một tờ báo chính thống. Mở đầu cuộc trò chuyện, Mạnh Quỳnh chia sẻ ngay một tin vui trong năm mới. 2022 sẽ là một năm bận rộn nhất của Quỳnh nếu như mọi thứ trở lại bình thường. Những tour lưu diễn dài ngày khắp nơi cùng với ba nhóc con nuôi của chị Nhung, cùng những tác phẩm âm nhạc của Quỳnh đã và đang lên dự án thực hiện. Quỳnh 50 rồi, tranh thủ làm gì được cho đời cho nghệ thuật thì phải gắn làm trước khi gác kiếm buông gươm về quê đuổi chim bắt cá. Gửi đến những khán giả ở quê hương Việt Nam, Quỳnh dự định về trở lại quê hương để hát cho khán giả thưởng thức cũng như để thực hiện những dự án âm nhạc còn bỏ dở mấy năm qua vẫn còn chưa có gì chuyển biến tốt. Mọi thứ còn phụ thuộc vào điều kiện đi lại và tình hình dịch bệnh ra sao nữa. Quỳnh mong lắm cũng như khán giả mong chờ sự trở lại của Quỳnh sau biến cố vừa qua. Vài ngày trước, sự kiện Mạnh Quỳnh đến tỉnh xá Giác An đón giao thừa cùng Phi Nhung khiến rất nhiều khán giả yêu thương cặp đôi vô cùng xúc động.